Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Tin. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello. Đó chính ngày hôm nay đồng hành cùng Núp Tin là những báo thủ. Đấy, và những báo thủ sẽ có mặt ngày hôm nay ở một cái mini game gây mất tình đoàn kết Among Us phiên bản Minecraft. Đấy, thì nói chung là cái game này thì tình cảm nó sẽ bị rạn nứt thôi. Nên đâm ra là ai mà thân thiết thì Núp nghĩ là nên bỏ đi. Chơi xong game này tính tiếp nhá. Đấy thì, anh em là không hẳn vấn đề nhá. Thôi chắc start luôn nhỉ, start luôn. Vào việc luôn này, trời ơi. Có riêu mết nhá, có riêu mate này. Vì tí là, vì tí là. Ôi, như cái chợ luôn đi, thôi đi 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 đi. Như cái chợ luôn đi mà như, này, ta làm nhiệm vụ này. Chỉ còn làm nhanh không muốn chết đấy. Nguy hiểm lắm. Đứng lên, núp 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 núp. Ở trong sáng. Đây, uy tín chưa? Uy tín chưa? Uy tín chưa? Uy tín rồi, uy tín rồi. Ta uy tín. Ta uy tín đây. Ai đây, ai đang làm nhiệm vụ ấy? Đây là ngoài thế này cứ chứng minh như này thế thì tí nữa loài người nguy hết à? À như ơ chết dở rồi. Thôi được rồi, mình làm luôn. Trời. Bí ngô. Thanh niên mạnh với cả bí ngô. Không. Mạnh hoặc bí ngô thôi. Bí ngô. Đúng rồi. Ôi chị nghe ta đang bị đâu ra dí mà. Mạnh hoặc bí ngô thôi. Bởi vì là thanh niên mạnh với bí ngô đứng gần hai xác nhất. Ta vốt bí ngô, ta viết vốt bí ngô. Rồi, thế thôi. Được. Ta thì ta nghi Dori, Dori dí ta. Ta đã làm gì đâu? Ta thấy bí ngô đi sau cơ. Mắt la mày liếm, ta nghĩ là bí ngô. Đúng rồi, vốt bí ngô. Lúc đấy em đang đi, em thấy nhiệm vụ đấy em đang ấn ta. Nếu đã để thanh niên giải thích ạ. Xong, lúc đấy đi lùi ra ngoài rồi. Lúc đấy là lùi ra xa, thanh niên núp rồi là mới thấy chết. Thì là thanh niên mày viết đứng gần, với cả chưa. Không. Đang im lặng, người ta đang nghi ngờ là mạnh viết bí ngô, thì sao lại khác khác là bí ngô? Tại vì không phải là bây giờ là... Đây để anh trả lại. Bây giờ đúng không? Để không phải người giết à? Bây giờ là có 3 người tình nghi rồi. 3 người tình nghi rồi. Mạnh viết bí ngô và Dori đúng không? Đúng rồi, Dori dí ra nè, tặng viết ra. Hoặc là Khang giả vờ. Bị dí. Ơ, rõ ràng hồi nãy em la làng lên chạy đây thấy cái xác kìa. À, thế à, thế thì bây giờ đấy cứ vote được gọi là một trong ba người này. Bây giờ như này. Đúng đấy. Không thì có sẵn sàng chết luôn. Nếu bí ngô chết không phải bí ngô là do mạnh rít thì là mạnh rít. Okay. Để cũng sẵn sàng chết luôn. Mạnh rít cũng sẵn sàng chết luôn. Hãy tìm ra kẻ giết cho ta. Ta không biết ai. Linh hồn nói được hả? Thế vote bí ngô đi, nếu như mà chẳng sao mà mạnh rít chết thì hoặc là Văn MC chết là có khi là mạnh rít giết Văn đấy. Đúng, ok, chắc chắn. Rồi, vote đi. Vote bí ngô đi. Mà nếu như chẳng sao em chết là đưa đi giết em nhé. Ok. Không phải nhá. Em bí ngô cứ vote phải biết. Bí ngô. Bye bye. Ôi, bí ngô nhiều như vậy. Sao có ice cream vậy? Ui ôi. Ủa nãy chết hai người à? Ê, mọi người đi. Tính ra mình chết mà mình còn không biết ai giết mình cơ. Thôi đi làm nhiệm vụ nhanh nhanh. Nhanh nhanh mà giúp dân làng win chứ còn là... Nhỉ? Tính ra làm hồn ma là mình cũng làm được nhiệm vụ đấy. Chứ đang làm nhiệm vụ mà... Hộ người dân làm nhiệm vụ. Như tôi là một hồn ma chăm chỉ, tôi sẽ hộ người dân làm nhiệm vụ trong lúc người dân đang cãi nhau. Đấy, nhiệm vụ tăng. Chị cô đơn ai, đừng có dí tao mày, chị cô đơn. Đi gần tôi, thanh niên mạnh đứng đi sau ta nha. Geno thấy... Này cứ thấy ai mà chui chui ra lưng là né né đi anh. Đúng rồi. Ôi, 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 con giả Văn MC đi lẻ đấy, con giả Văn MC đi lẻ nha. Này, xem nữa không? Này, uy tín này, nhìn này. Con giả Văn MC đi lẻ đấy, cẩn thận. Ai làm cái đúng này rồi, ai làm cái đúng này rồi. Ôi giời ơi.
con trường. Sao lúc đó lúc núp đang làm nhiệm vụ đứng ở đông thế mà không ai thấy à? Không ai thấy. Trời ơi. Rồi. Đúng gần thôi. Ôi. Đừng bao giờ đi chung, đừng bao giờ đi chung, chết không biết ai đâu. Trời ơi. Trời ơi, ta chưa kịp làm xong cái nhiệm vụ thứ hai à. Trời ơi. Con rời này còn hình như thế à, con rời Impostor mà ừ đổi cho thanh niên vanh lại. Rồi tiếp theo ấy. Cream Mateo á. Rồi, Cream Mateo. Uy tín là người dân lành đấy. Uy tín, uy tín. Thôi lẻ đi đi chung nghĩa quá. Ta uy tín. Ta tin anh nhân đầu đỏ. Đi, ta với ngươi đi cùng nhau. Được rồi, nếu ta có chết thì nút nha. Này, uy tín luôn. Như này, lăn quay ra chết nữa, cuộc đời tôi nhục như con trục trục luôn này. Không, mà thanh niên nói câu đấy rồi, nếu mà mình chết thật chắc chắn là thanh niên không dám. Chắc là nó cái gì đó ăn khoai mì. Trời lũ quá. Đi đi ra, đừng có rút cái gì ra nha. Đây, uy tín chưa? Rồi, uy tín đi, rồi, đi, để ta tìm cái đây đã. Để ra canh nhau, để ra canh nhau. Để ra canh nhau, cứ đi trước đi, này. Này, đây đây đây. Đây đây đây. Ừ, cứ đứng đây, ta đứng cái canh. Rồi ok. Anh nhưng giờ phải kiếm thêm một người nữa. Ta bảo bây giờ canh không. Này hai chúng ta dân lành hy sinh một mạng. Anh đi đi đi, cứ đi trước thì ta đi. Anh nhưng mà hy sinh một mạng thì không ấy, thì người ta vẫn đổi tội được. Đổi gì, ta nhìn thấy ta xí không. Đi cứ đi trước đi, cứ đi. Ok ok. Đi đi. Ui. Ai chết đây? Rồi sao? Khang G chết này, cậu bé ngốc, à, cậu bé ngốc chết này. Ai report xác vậy? Thôi được rồi. Bây giờ thứ nhất là ai report xác? Em report xác. Rồi bí ngô. Em vừa mới ở với cả Zeno với cả Mạnh Rít đang đứng đấy, xong chạy vào thấy cái xác luôn. Rồi. Thế thì vừa đúng rồi. Bây giờ chuột chuột bằng chứng này. Thôi từ, bây giờ hỏi tiếp này, thẩm vấn tội phạm này chuột mấy cả Dory đi cùng nhau đúng không? Không. Không à? Đi khác nhau à? À không, là cũng tối đi khác nhau. À. Chuột nãy giờ đi một mình. Rồi. Làm xong một nhiệm vụ đổ xuống nước. Rồi, thế là Bí Ngô, Zeno với cả Mạnh Rít đi cùng nhau. Có Zeno mới Mạnh Rít là đứng cùng nhau thôi, còn Bí Ngô chạy đi từ lúc nào không biết nha. Đúng rồi. Mạnh Rít với Zeno chạy đi một lúc ở đây. Mạnh Rít với Zeno một tí lúc luôn nha. Đây để em giải thích là lúc cái lúc mà Zeno bảo ấn vào cái nhiệm vụ đi, em không ấn được, thế là em đi tìm một cái khác. Thế là em sang cái phòng đấy là thấy nó cái xác ở đấy luôn. Thì em report luôn. Là mỗi chỉ có một tí thôi chứ không phải lâu nha. Nghe giọng con giời này giải thích cũng giống như vừa nãy đấy anh ạ. Hai chúng ta uy tín với nhau rồi. Ta với cả Zeno uy tín đấy thì ai là kiểm chứng chưa? Đã có kiểm chứng chưa? Kiểm chứng có kiểm chứng làm nhiệm vụ nhau rồi. Ui thế bây giờ hai con chuột với đồ đi rồi. Hai con cáo già đi đồ đi hiệu chuột thôi. Đồ đi hiệu đổ nước sao? Đồ đi hiệu chuột. Không nghe mẹ con rời Mạnh Rít dí rồi cũng thấy cũng nghi lắm nè, khó thật đấy. Trời đông thì khó thật đấy, sự luôn đấy. Đây bây giờ lúc bảo này, bây giờ chưa vốt ai vội. Bây giờ thứ nhất là Mạnh Rít đã được kiểm chứng rồi đúng không? Đúng rồi. Được rồi, còn ai được kiểm chứng nữa? Zeno đi cùng Zeno thấy không người gì. Thôi bây giờ đi kiểm chứng con dài chuột đây, đứng tách nhau ra, chỉ đi kiểm chứng con dài chuột đây. Ok. Skip này không cần, không cần vút được. Không, skip. Trời ơi. Nào, con dài chuột đâu? Tự đi trước này, đi trước này. Cẩn thận đi tách nhau ra, cẩn thận double kill đấy. Để hai con dời nó nguy hiểm. Giờ đi trước đây. Đi. Uy tín không này, uy tín không này. Uy tín này không được. Này, hai con dời lại đi cùng nhau đấy. Vay ơi, cẩn thận nhá. Zeno, đi. Không, đi, đừng có quay lại, đi cùng nhau luôn, đi một mạch luôn. Hai con dời này nghi lắm này. Rồi, sao chuột đâu hả Dory? Chuột đâu? Ơ. Mất tích rồi. Đây, hai con dời này làm đi. À đây đây. Làm đi. Đấy. Mạnh Rít làm rồi, Mạnh Rít làm rồi. Đi ra cho chuột làm. Chuột làm đi. Chuột vào đây. Chuột làm kia đây. Vào, trên mặt này. Chuẩn bị này. Không, hoặc là có ma làm. Đừng gần vào. Ăn vào. Ăn vào nhìn. Ê, thanh niên đang đợi hồi ấy đấy. Chạy rồi. Infop, chạy rồi. Chuột chạy. Chuột chạy đâu? Chạy đâu? Chạy à? Chạy đi, vốt đi. Từ từ đã. Vốt chuột. Chạy đâu mà chạy?
con tờ chuẩn chắc là con tờ chuẩn rồi, con tờ chuẩn kia xong không chắn nó giờ chuẩn thiếu bí ngô thôi. Từ 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 thiếu bí ngô, từ 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 vượng thiếu bí ngô rồi. Thế là chuột, chuột đi với mình nha, bữa nay chuột đi với mình. Ê này, chuột đứng đấy nha, chuột đứng. Từ 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 sao sao con rời bí ngô mất ở đâu nhở? À giờ vốt sai là cũng thua đấy. Bí ngô đi đầu tiên nè, xong đến chuột nè, xong đến đô đi. Đấy, chuột xong đô đi quay lại xong rồi chuột lại quay lại sau cùng. Ờ, thế chỉ có đô đi với chuột. Có được rồi, ta sẽ hôm nay ta dành niềm tin cho các vị. Ta sẽ vốt con rời chuột, nghe giọng không uy tín. Ngồi vốt chuột đi. Ta vốt chuột. Ta vốt chuột. Ngồi vốt chuột này. Chết giờ ta nghi nghi hai con giải Zeno với con giải mạnh dít lắm rồi. Vậy à? Uy tín. Thua rồi, ta nghi thua lắm rồi. Ta linh cảm ấy, cái linh cảm ấy. Đâu ai chưa vốt thanh niên chuột đấy đô đi. Tự vốt mình đây. Tự vốt đi. Nhanh lên. Vốt hoặc skip nha, vốt hoặc skip đi. Tuy. Vốt hoặc skip đi. Đúng rồi, đúng rồi, hình như đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Vô đi. Hình như con giải chuột thật. Đi rồi. Thế thì hay này, có khi nào con giải Dory không nhỉ? Có là ác quỷ này không nhỉ? Ờ à, dễ lắm này. Ờ à, đi. Đây 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 điểm dùng đây. À này chứng minh này, chứng minh này. Đi lên. Chứng minh đi Dory. Thế này mà chạy à, chạy à. Ok chạy à. Đây trong góc này. Mất rồi. Mất rồi, mất rồi, mất rồi. Khó nhở. Ta nghi nghi còn hai con giấy imposter ấy sợ lắm. Bây giờ con giấy mạnh con giấy Zeno này cũng nghi. Đây đây đây, làm đi. Đây, bên này, bên này. Làm đi. Đây, làm bên này đấy, đúng rồi. Làm đi. Làm đi. Rồi rồi, giết Vanh này, chuẩn bị Vanh lên quay là chết này. Đi này Vanh, chuẩn bị đi này Vanh. Đây, đây. Không thể làm đi. Nào, nào, nào. Không làm thì đây để ra bốt này. Ra bốt này, ra bốt này, ra bốt này. Không, không làm, không làm, vô đi, vô đi, vô đi. Ây, giết rồi, giết rồi, giết rồi, giết rồi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ok, ra bốt sắc, ra bốt sắc, cái kia hình như chỉ ăn được một lần. Ôi giời ơi. Thôi rồi, vứt đầu đi, vứt đầu đi, vứt đầu đi. À, ui, tính nhạc con giải chuột biết con giải Dory luôn ạ. Ui giời ơi. Đã bảo chưa phải Dory rồi con. Ờ, ta cũng không ngờ tới con giải này mà chứ. Thành như bí ngô chết phát, thành như chuột với cả Dory chạy ra luôn. Ờ, còn đi chứ. Rồi, tự vốt bản thân đi. Ôi. Vấp chân ha, vấp chân. Vấp chân à? Sao lại vấp kiểu gì mà đá vào mồm Zeno sưng gãy thêm một hàm răng rồi kìa. Tự vốt đi cho nó qua lệ rồi. Tự vốt đi, ba người vốt rồi bây giờ không có gì để cứu vãn rồi. Chúng ta win rồi, uy tín uy tín uy tín uy tín. Win này. Chuẩn TV đâu đi thật ra. Ôi trời ơi. À, như đấy. Hai ta sát nhầm người. Hai sát thủ mới nhú. Anh quá. Từ từ để ta sửa lại, hình như là chỉ ấn được họp một lần thôi. Ừ. Đây đây. Không không không, họp được nhiều mà. Nhiều đâu, ta ấn. Với ta nhấn hai lần, ba lần. Phải đợi thời gian chứ. À thế à, thế ta lại chỉnh một người thôi. Nhầm. Rồi, chơi tiếp. Này như chúng ta nên chơi map khác nhỉ. Ờ thế nào? Đây, map Mira. Chết giỡn rồi. Phải chỉnh lại nhiệm vụ. Cái này là phải chỉnh lại nhiệm vụ. Từ ta xem là chỉnh được bao nhiêu nhiệm vụ long. Để ta xem nào. Cái này được 10 không ta? No, cái này không được 10, cái này chỉnh 5. Ờ, hình như không được. Map này nó chỉ ít nhiệm vụ thôi. Thôi, từng lấy nhiệm vụ cũng được. Đây, chơi map này đây. Map Optimus cái gì này. Đây, đây, ta thử xem nào. Bolus. Ờ, đây. Bolus. Đây, 15. Rồi. Sao? Game này chắc chắn chuột không phải imposter rồi nhá. Chắc con khí à gì. À? Không, không, không có tin này. Tôi lại sẵn sàng. Cái gì đây? Cario Mate rồi. Cario Mate nha. Cario Mate. Cario Mate nha. Hai nhiệm vụ này. Lên lên chấm này, lên chấm này, lên chấm này. Chuối lên luôn. Đấy. Lên rồi kìa. Uy tín, uy tín cũng được. Đây đây đây. Uy tín này nha. À đến lượt Vanh bắt đi rồi. Sợ thế nhờ. Kiểm tra rồi, giờ là mày phải kiểm tra rồi. Chích chích và. Ờ lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Bây giờ nha, bí ngô đang bị lẻ này, bí ngô đôi đi đang bị lẻ này. Có nhiệm vụ trong này đây. Có nhiệm vụ trong này và làm đi. Ai làm kìa. Đây, ta làm cho. Ờ thêm chuột làm đây. Tôi làm đây. Ôi ơi, cái này tính chích cái sự uy tín thế này chết dở rồi, game lại dễ à? Cái này là do thất thủ, do đây là imposter hay nha. Nào có lên không này?
Không lên thì không lên bot luôn đấy. Thôi ơi. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Chưa gì, hãy Dory đi rồi. Rồi. Có vấn đề. Dory đi mẹ. Ai bot vậy? Ở đâu ai ai đi bot vậy? Đây. Để em trình bày. Nói kể đi cha. Cậu bí ngốc đi cùng đội đấy. Cậu bí ngốc ai? Cậu bé ngốc à? Em đang đi với cả lúc đầu là em đi thấy Dory đi với cả dí cậu bé ngốc. Ừ. Thì em ra làm nhiệm vụ ở đấy. Ở cái chỗ gì nhở? Cái chỗ ở ngoài cái cục tháp ấy. Ừ. Đúng vậy. Xong em làm nhiệm vụ lên xong thì em thấy Mạnh Đít đến nữa. Em làm nhiệm vụ lên rồi nhá, Mạnh Đít thấy Mạnh Đít. Ừ, có. Đấy, nghe giọng ư có đấy, nghe. Cậu bé ngốc chạy đằng sau. Không cự ép nhỉ? Có khi đây là hai con imposter đấy chứ. Ok rồi, bot bí ngô. Không phải đâu ra, nhưng mà không, tại vì đi đằng sau thấy chứng kiến bí ngô làm xong nhiệm vụ và thấy cậu bé ngốc đi sau và tiến Dory. Thế thì vớ cự ép lắm. Nhưng mà không, em minh oan. Hồi nãy nha, em đi chung với Dory lúc đầu là em bị Dory dí, em gặp bí ngô, xong em kêu hai người đó chờ em làm nhiệm vụ. Em làm nhiệm vụ xong rồi. Đây này. Mạnh Rít chạy tới. Bây giờ nha, bây giờ này hiện tại 5 người. Anh, Vanh, Chuột, Zeno và Khang là ở một phe khác hoàn toàn rồi. Đúng không? Rồi. Bây giờ chỉ còn 3 người. Trường hợp sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một là hai con imposter Mạnh Rít và Bí Ngô là cùng một phe. Trường hợp 2 là cậu bé ngốc sẽ là một phe imposter riêng, còn bên này sẽ có một imposter vừa lấy những ai test nhân phẩm nhỉ? Vanh này, Khang rồi đúng không? Đây có em như Vanh rồi. Vanh mới Chuột. Khang rồi, Chuột làm như chưa biết lên nhiệm vụ hay không? Đấy thì bây giờ nhá, bây giờ chúng ta bây giờ đi test nhân phẩm lại hoặc là một là không được, hy sinh bây giờ những vút nhầm thì ấy có nên vút nhỉ? Bây giờ nên vút, bây giờ mới có một người thôi, không sao đâu, bỏ đi. Bây giờ cũng chưa nên vút được, không sao, cứ ghim ba người kia vào. Bây giờ đi test nhân phẩm Zeno với cả Chuột với cả T-Gaming, sao? Tiếp đi ạ. Làm biết còn lại hai người là ai xong. Đúng đấy, uy tín luôn, bài toán uy tín chưa? Bây giờ mà có một người mà ra tay một phát là biết liền. Nào năm anh em trên một chiếc xe tăng đi cùng nhau này. Hai người. Đây kìa, đây có trắng này, có trắng ngoài này. Đây, chuột làm đây, chuột làm đây. Chuột làm đi. Cẩn thận nha, cẩn thận. Đây đằng sau kìa, đằng sau kìa, Zeno làm cái đằng sau luôn. Ô cái gì? Ô ai làm cái gì đấy? Không gặp được. Từ từ, chỗ. Đó, uy tín rồi. Rồi, dễ con rời. Ta chạy ra đã, từ á mấy con rời này. Rồi đã. Giờ chờ Zeno nữa rồi. Ê. Thế thì con rời Bingo với Mạnh Rít rồi. Con rời Bingo nhá. Tại vì thấy, lại vừa thấy Bingo được tới mà. Này, đứng ở trên cái xác luôn. Ai bị bọt? Ta report, ta nhìn thấy Bí Ngô đứng ở trên xác. Là Bí Ngô đang cúi gằm mặt xuống này luôn này. Không, nhưng mà thanh niên này cũng chưa... Đúng rồi, ta lúc chưa tránh bên. Sao con đời Vanh đã vót rồi? Ta nhấn nhanh quá, ta vót Bí Ngô rồi. Trời ơi, trên xác cũng đâu có bất ngờ gì đâu. Từ nha, bây giờ quay trở lại cái trường hợp đầu tiên này. Chúng ta đã chắc chắn ở trong Mạnh Rít, Bí Ngô và cậu bé ngốc sẽ có một imposter đúng không? Có thể một là hai. Bởi vì ba người đi cùng nhau. Thôi, con dài này trả lời này dễ lắm này. Ta không đi cùng đội này, ta không đi cùng hai đội này, ta chỉ vừa gặp thôi nhưng ta không đi cùng. Thế sao vừa lấy lại bảo đứng đằng sau? Thì vừa gặp ấy, vì vừa gặp tới ấy. Bây giờ cái không, vừa gặp thì bởi vì thanh niên Chuột vừa test xong là lên nhiệm vụ là chắc chắn là người rồi. Zeno thì vừa lấy chưa biết là ấy hay không, chưa được nhìn. Zeno đang làm lấy nhiệm vụ rồi, uy tín. Đấy, đây. Nhiệm vụ gì đây? Ấn nút rồi, ấn cái nút tự mạch chạy thôi. Đấy. Nhiệm vụ vừa làm xong rồi. Nhưng mà thanh niên T-Gaming chưa ấy đâu nha. Từ đấy, bây giờ đây là chỉ có nói chung là người ta phân tích như thế rồi, tỷ lệ con giật bởi vì người ta bản thân của núp bây giờ nhé, bây giờ ok để bây giờ núp ra ngoài kia, núp làm nhiệm vụ cho mà xem nếu núp uy tín một cái đi vớt Bí Ngô với Mạnh Rít xong. Được chưa? Bây giờ vớt Bí Ngô không? Núp thì núp vẫn vớt Bí Ngô không? Không, bây giờ không vớt, bây giờ không vớt luôn. Không vớt á. Thế không, ta vớt rồi. Sunny này bị vớt thì cũng đi thôi. Ui chết dở rồi, hình như là imposter vớt cùng rồi, thật như có sai không ta? Đây, ta làm đây luôn, đây trông người ta đứng tách ra, trông người ta để ý trước sau này, để ý trước sau.
chết dở rồi, không làm nhanh á, thua rồi. Nhìn đây, cho chị. Mày ghét mấy con mày ngốc nha. Đây, lên chưa, lên chưa? Rồi. Lên chưa, lên chưa? Uy tín chưa? Lên rồi. Lên rồi. Đây, bây giờ ta chỉ tin danh với Khang thôi. Ta chỉ tin danh với Khang thôi. Còn Zeno với cả... Đúng rồi. Zeno cũng thôi. Zeno nãy làm lên rồi, Zeno nãy làm thế thì còn cậu bé ngốc bên ở Mạnh Rít thôi. Mạnh Rít. Ê, cậu bé ngốc đi, mấy cậu bé ngốc. Nhiệm vụ nữa là biết ai. Ờ, Mạnh Rít với cậu bé ngốc rồi. Mạnh Rít làm đi. Đi trước đây. Mạnh Rít làm đi. Hai con rời đi trước đây, nhanh lên. Cứ đi đi. Đấy, đi kiếm nhiệm vụ làm đi. Ê ôi, con rời mạnh rồi, chắc chắn con rời mạnh anh em ạ. Sợ chết con khỉ, thôi giả vốt đi. Đi, nói nhiều quá. Đôi, ấn xong thôi. Cứu với ra. Nè, con rời mạnh, không, con rời mạnh rất lươn khươn. Bảo làm nhiệm vụ đi, sao làm? Hả? Cùng nhau đi. Đi cùng cái gì? Đi cùng nhau đi mà, kiếm cùng làm cùng nhau đi. Với hai người, cùng nhau đi, giết một phát hai người, sao? Người ta uy tín rồi, bây giờ người ta có quyền được. Người ta chỉ đi làm sao được thôi. Phản đối con khỉ. Thôi, vô con giải cãi nhiều, ta vô đây. Ta vô đây. Phản nề. Dân làng đầu làng, đồng lòng vứt con giải này ra ngoài khơi. Cho mạnh đi trước. Cá sấu rỉa Tarin. Ủa, skip hả? Rồi, cậu ngốc luôn. Ê, đấy chưa? Uy tín chưa? Ta bắt bài đã bảo rồi. Ta bắt bài rồi, ta bảo tỷ lệ cao hơn rồi, phân tích như thế rồi. Uy tín luôn đi. Lời viết xong đứng nhìn nhau rồi mới report. Như cứ ngồi cãi à. Nào, game cuối. Như... Trời ơi, thôi hôm nay ta làm dân làng. Hôm nay ta làm dân làng uy tín luôn. Như ta làm dân làng uy tín. Đây, để ta làm lên nhiệm vụ này trong cái ta. Đẩy đằng sau kìa, đẩy đằng sau. Đẩy đằng sau nhá, cẩn thận có người chết. Cái gì đây, nhiệm vụ gì đây? Ui, chìa khóa à? Nhiệm vụ này gì đây? Chìa khóa đâu? Key là cái nào? Chết dở rồi. À đây. À. Đi vào. Nhiệm vụ hơi khó. Rồi uy tín. Đi là, ta có quyền khảo sát các ngươi. Mọi đi sau cùng đi. Rồi, ta sau cùng đây. Đây, chứng minh đi, thanh niên đầu đỏ, ta tin ngươi. Đào. Vành đã làm đâu mà lên? Đâu? Đô đi với cậu bé ngốc đi cùng nhau, bí ngô đi cùng nhau nhá. Uy tín chưa? Rồi, con rời mạnh đi về phía sau cùng ta. Từ từ nhé, con rời Dori này. Con rời bí ngô đâu rồi? Từ từ, từ đi, để ta đi ra đây xem có xác không. Cái này giờ này nguy hiểm ấy nhỉ, lại là lươn khác. Từ từ đã, con rời Dori với cả cậu bé ngốc đi đâu rồi? Mọi người bạn xem Vanh làm này. Vanh đây này. Đâu. Ta không tin ai. Ai? Đứng đâu? Đâu? Vừa làm xong. Ok, ta tin. Chưa kịp báo đâu. Chưa kìa. Đã bảo coi đâu, chưa kịp coi. Thế để ta làm lại chưa kịp coi. Này, cậu bé ngốc với cả Dori đâu? À đây vẫn còn Dori. Kìa Dori kìa. Có khi cậu bé ngốc đi rồi đấy. Đây. Ừ. Ui, chừng Dori là cậu bé ngốc xử à? Tao bảo này cái vẫn còn sống à? Cái ta làm 4 cái nhiệm vụ rồi đó. Ui. Thế à? Từ từ nhé, thế là nãy là có ai phách được nhiệm vụ đấy nha. Vanh có phách không? Không nha, ta vào đây trước nha. Múc số nước vào nha, thanh niên Zeno phải bảo chứng minh à. Xong rồi lại không mới ra lại bảo là chưa làm. Nhưng mà trận này Importer không khát máu lắm. Mà như có vẻ là... Có khi là người mới. Không, hoặc là cáo xà. Có khi là người mới. Đây, ta chứng minh, để ta chứng minh. Đâu? Chứng minh nhiệm giết được ai nào? Chứng minh đây, giết ai đi. Đâu đấy? Ta không tin ai, ta chỉ tin ta. Ta không tin ai. À, ta tin Mạnh Rít. Không, không, ai kiểm chứng đâu mà tin. Chưa thấy. Lên rồi. Đây, tôi nha, ta bảo đấy. Ta thấy thanh niên Zeno bảo ta là bà làm đi, thanh niên đứng ngay sau luôn. Nhưng mà lại ấy nha, lại ra lại bảo không thấy lên nha.
không hiểu sao. Không lên đâu, không lên thật, người bảo không lên chứ. Nghe giọng không lên cửa lắm này, có khi nào con rời núp đang linh cảm là con rời Zeno với cả con rời Khang. Ờ, đúng linh cảm lắm. Đi kiểm tra luôn. Cái này nhá. Ta linh cảm với rời Khang với con rời Zeno đấy. Mới làm với này này. Nào đi này, để ta đi trước này đi. Đô đi là vừa lấy làm rồi. Đi đây, con rời Zeno đi đây. Cứ đi đây. Làm đây, rời Zeno làm đây. Đi đây. Cái gì mà khang với chuột, ta mới làm bên kia nhé. Đừng có giỡn. Con dài này làm lâu quá nhờ. Lên rồi. Thế thì con Khang với chuột. Rồi, ta để chuột này được rồi. Đi trách nhiệm vụ luôn. Thì kéo mình chết mấy người đấy. Đô đi chết. Rồi nhá, ta chưa thấy là Bigo đâu này. Bigo với ta thấy cách đây vài giây ta thấy. Dory nghi ngờ lên đâu? Làm những cái gì mà có lên đâu? Dory làm đáp bằng không lên. Hai ba cái có lên đâu? Làm hai ba cái mạng cái gì? Hai ba cái mạng luôn. Để ta không chạy coi có sáng không, chạy đi xem có sáng không. Đây Dory làm cái này đi. Làm đây. Con rời Bingo vẫn còn sống. Ta vừa xem cam con rời Bingo vẫn sống. Đây Dory đang xem có tay. Ok. Nhiệm vụ. Ok. Chuyện khác. Chưa lên. Chưa có lên. Dory làm chưa lên. Lên đâu? Dễ lắm mà anh em đi tìm. Bé ngốc chết chưa? Rồi. Khoan này, bây giờ này có hai, chỉ có hai người đi cùng cậu bé ngốc là Bí Ngô với Dory thôi. Chỉ có hai người thôi. Đầu thì em đi cùng cậu bé ngốc. Sau em đi một mình là sang bên cái phòng community gì đấy. Sau đó em thấy Khang với chuột đuổi nhau từ bên đấy sang. Em đi sang đấy em thấy xác thì em mới report. Thêm nữa này, vừa nãy mọi người thấy Dory làm lên nhiệm vụ không? Không. Hồi nãy đứng nghe phòng này làm đây có lên đâu? Có lên một tí ti thôi. Nó chỉ lên một nửa vạch thôi. Thôi được rồi. Thôi được rồi, bây giờ không vớt vội. Bây giờ Dory thôi, Bí Ngô đây. Bây giờ Bí Ngô đi làm. Nếu mà Bí Ngô lên thì còn lại là Dory. Chắc chắn chỉ có hai người giết cậu bé ngốc thôi. Được. Liêm khiết à? Hai người cậu bé ngốc. Skip đi, skip đi. Đã bảo là em không đi cậu bé ngốc, chỉ đi lúc đầu thôi. Nhưng mà một đám này đi cùng nhau mà. Thì vừa lấy ai report cậu bé ngốc? Bộ là xong. Cái này ấn nút anh report. Hả? Em report. Ôi trời, thế dễ lắm nha. Con trai tự giết tự report không ta? Bởi vì là mọi người đang đứng ở đây mà nhỉ? Đi bên phòng community. Em thấy anh lúc em đi ra ấy, là em thấy anh đứng ở cái giữa kia xong em quay sang bên community. Thôi được rồi, mọi người ấn skip đi đi làm nhiệm vụ đây. Đúng rồi, đi làm nhiệm vụ ngay đây. Skip đi. Đúng rồi. Rồi, đây. Skip đi. Con dài cùng lắm giết được thêm một người thôi mà, đừng tách cho ta. Làm đi, đừng có chạy. Thôi, con dài này rồi, làm đi, đừng có chạy. Nào, để xem nào. Đấy. Dory đang run, Dory hoặc là Bí Ngô. Thôi rồi, Bí Ngô định. Thôi, cố gắng à, rồi, Bí Ngô ạ. Bí Ngô này. Rong chết rồi. Tô. Ê. Zeno, nhưng mà có thôi được rồi. Zeno mạng của Zeno. Thôi được rồi, cứ vớt Bí Ngô đã, bởi vì chúng ta bây giờ chúng cứ bình tĩnh, không nói nhiều. Cứ vớt Bí Ngô đã. Chắc chắn một con sói rồi. Bây giờ đứng đây để nói chuyện luôn. Đây. Bây giờ đứng. Con sói đấy nó skip chứ con ơi. Đứng đây. Tách ra, không bây giờ nhá. Vừa lấy là ai được kiểm chứng? Ta được kiểm chứng rồi này. Đây, Vanh đứng đây. Nãy Vanh đứng bên này, nãy đứng bên này. Đây. Thế thì con dài nào?
Khang vào làm cái nhiệm vụ cái đây. Làm nhiệm vụ cái đây. Nào. Rồi cho chuột làm. Thế là Khang rồi. Thế là Khang rồi. Để chuột ra đã. Đúng cái là vút Khang. Giết đi Khang ơi. Giết đi. Ôi Khang ạ, giết đi. Để như anh ta nghĩ cũng giải banh lắm. Hãy ăn thịt một người đi trước khi được. Banh vừa kẹp xương xong. Con dài này ngủ à? Đâu đây? Không đáp được kim đấy. Dài này có khi này. Thì cái gì? Ăn thịt đi. Đấy. Sao lâu ấy nhỉ? Con tờ chuột đến lâu ấy nhỉ? Đấy, thấy chưa? Đấy. Rồi đi đi. Phang anh lên. Đấy. Ôi. Ôi, một Khang gờ luôn. Đã bảo ăn thì ăn luôn đi. Đã bảo rồi. Rồi, ôi giời ơi. Thật chứ. Ôi, thế tính nhiên tao đoán đúng con Khang gờ à? Ôi, đúng con dài Khang gờ nhưng mà... có bí ngu. Đấy thấy chưa? Sao vào vừa lấy con dài Khang gờ phách nhiệm vụ kiểu gì mà con dài nào vẫn đồng ý là con dài làm nhiệm vụ rồi. Như... đã làm chưa ai kiểm chứng nha. À chưa à chưa à. Để ta phách nhiệm vụ của Dory, để Dory lên thì ta phách. Thôi được rồi. Đấy tạm thời là như tình cảm thì không biết là chắc là cũng chả dạn nớt mấy đâu. Đấy vẫn tin tưởng nhau các bạn ạ. Ok thì có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.